Xin mến chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi xin đi vào một chủ đề khá là thú vị, đó là làm thế nào để nhớ được tất cả công thức tứ diện tích. Tại sao tôi lại chọn chủ đề này? Tại vì trong Tết tôi có gặp một bạn lớp 5 và tôi có hỏi bạn ấy có nhớ công thức tứ diện tích không. Đó, tại vì khi mà đến nhà bạn ấy, nhà bạn ấy bạn khoe bạn nhà đẹp lắm. Chính vì thế cho nên là tôi thấy tò mò và tôi hỏi. Và câu trả lời rất là thú vị, đó là bạn ấy hầu như không nhớ được công thức gì cả. Chỉ nhớ được duy nhất một công thức, đó là tính diện tích hình chữ nhật. Và tôi tin chắc là hầu hết người lớn chúng ta ai cũng chỉ nhớ được một công thức thôi. Và làm thế nào? Sau khi clip hôm nay, chắc chắn các bạn có thể sẽ nhớ được tất cả các công thức một cách dễ dàng. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Và để bắt đầu thì tôi xin tự giới thiệu là cái clip này và cũng cùng với cả các chuỗi các clip mẹo về toán học là do chương trình của Toán Trí Tuệ Super Brain Ba Đình. Mục đích là giúp cho các con tăng khả năng ghi nhớ, tăng khả năng tập trung và tư duy về toán học. Đặc biệt là khi mà các bạn học phương pháp này, các bạn có thể yêu thích toán một cách đặc biệt và các bạn sẽ có thể tính toán rất là nhanh. Và để xem thêm chi tiết hơn tất cả các clip, bạn có thể vào trang toantrítuệ.net để có thể xem tất cả những cái clip mà tôi đã đăng. Thế nhá. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Để bắt đầu, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng biết đây là hình gì đúng không nào? Đây là hình chữ nhật. Và công thức tính diện tích hình chữ nhật là gì? Rất đơn giản. Chúng ta có cạnh dài và cạnh ngắn. Cạnh dài chúng ta đặt là A, cạnh ngắn là B. Chữ S là quy ước là tính diện tích. Và diện tích S bằng A nhân với cả B. Đó, cái công thức này là công thức vô cùng đơn giản và dễ nhớ. Thậm chí là các bạn đang học, nhắc đến là các bạn có thể nhớ được ngay. Và chúng ta ai người lớn cũng có thể nhớ được, đúng không ạ? Và hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp công thức của cái hình thứ hai. Bây giờ chúng ta thử xem đây là hình gì nào. Đây là hình gì ạ? Đây chính là hình bình hành. Hình bình hành này có một đặc điểm là gì? Hình bình hành này nó có một cái đường, nó gọi là đường cao, chiều cao, chúng ta ký hiệu là chữ H. Và để làm thế nào để chúng ta biết được công thức, chúng ta hãy cắt cái hình góc ra. Chúng ta thấy không ạ? Ở cái hình tam giác nhỏ nhỏ để chúng ta cắt theo cái hình đường cao ấy, thì chúng ta đưa sang bên kia chúng lại thành chuyển sang hình chữ nhật rồi. Và công thức lại là giống hình chữ nhật là gì? Chúng ta nhìn thấy giống hình chữ nhật ở trên không ạ? Thì công thức nó chính là gì ạ? A nhân với cả H. Đó, suy ra là diện tích S bằng A nhân với cả H. Đó, chỉ bằng một thao tác đơn giản thôi, chúng ta cắt một cái góc, chúng ta chuyển sang góc bên kia. Và từ hình bình hành nó chuyển sang hình gì ạ? Hình chữ nhật. Và công thức nó giống hệt nhau. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang tiếp hình tiếp theo. Làm thế nào để cái hình tiếp theo nó lại biến thành hình chữ nhật được nhỉ? Bây giờ chúng ta hãy cùng xem hình này nhé. Hình này là hình gì đây ạ? Hình này là hình thang. Hình thang này chúng ta có một cạnh đáy lớn đó là A, cạnh đáy nhỏ là B, và đường cao đó là H. Và bây giờ làm thế nào để chúng ta biến hình chữ nhật bây giờ? Rất là đơn giản. Bây giờ tôi sẽ vẽ thêm một hình thang nữa. Chúng ta sẽ có hai hình thang nhân đôi lên, chúng ta gọi là hai hình thang với nhau. Và chúng ta xếp xoay ngược lại, đúng không ạ? Quay ngược lại hình thang, xoay ngược lại thì chúng ta sẽ thấy đây là gì ạ? Chúng ta sẽ thấy là gì? Nó lại giống hình ở gì ở trên? Nó giống hệt cái hình ở trên là hình bình hành. Đấy, vào quy ước và chúng ta thấy là gì ạ? Lấy một cái cạnh đáy nhân với cả đường cao. Cạnh đáy ở đây chúng ta đã có gì ạ? A cộng với B. Đó, thì suy ra diện tích bằng gì ạ? A cộng với B nhân với cả H. Và làm sao nữa? Chúng ta chia hai. Tại vì vừa nãy chúng ta nhân lên hai hình mà. Chúng ta nhân lên hai hình thang thì bây giờ chúng ta phải bớt đi một nửa. Đó là cách mà chúng ta sẽ tư duy từ hình bình hành, từ hình thang chuyển sang hình bình hành, và từ hình bình hành chuyển sang hình chữ nhật. Tiếp theo, chúng ta sang một cái hình khá là thú vị. Chúng ta đoán xem hình gì nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ sang một hình nữa, đó là hình tam giác. Hình tam giác. Hình tam giác này, khi mà học ấy, thì chúng ta thấy là gì ạ? Có một cạnh đáy là A và đường cao là H.
đúng không ạ? Tam giác này chúng ta thử chia đôi cái đường hát ra, cái đường cao ấy, chúng ta chia đôi ra, chia đôi ra, xong rồi chúng ta cắt đôi cái phần tam giác ở phía trên ra, xong rồi chúng ta xếp sang như là hình vẽ đây, thì nó lại thành hình gì đây? Nó đưa hai cái hình tam giác nhỏ sang hai bên, thì chúng ta sẽ thấy nó chính là lại gì nhỉ? Lại biến thành hình chữ nhật rồi. Đó, rất là dễ nhớ. Và bây giờ chúng ta lại thấy là bây giờ hình tam giác này biến thành chữ nhật rồi. Và công thức lại là gì? Lại là diện tích bằng A nhân với cả gì? H chia 2. H chia 2 này nó chính là cái đường mà đường chiều cao, đường cao vừa nãy mà chúng ta chia đôi ra. Đó, rất là dễ đúng không nào? Đó, tôi đã thử và thấy là các bạn rất là dễ nhớ. Bây giờ chúng ta thử sang một hình nữa nhé. Rồi, hình này của chúng ta đó là gì? Cuối cùng đó là hình thoi. Đúng không ạ? Hình thoi này chúng ta tưởng tượng xem. Chúng có thể cho các bạn nhỏ chúng ta đây, chính là hai cái hình tam giác. Chính là hai cái hình tam giác cộng lại. Đúng không ạ? Và cách tương tự, từ cái hình thoi này chúng ta lại cắt ra hai cái phần tam giác ở bên trên và bên dưới, chia đôi cái đường M. Đúng không ạ? Giống hệt từ cái hình tam giác ở trên. Chúng ta đưa các hình tam giác sang bốn cái cạnh thì nó lại biến thành gì? Nó lại biến thành hình chữ nhật mất rồi. Đó, và với hình thoi thì thường là lớp học các cô thường quy ước là đường M và N, cho nên là chúng ta cũng quy ước như vậy. Đó bạn, diện tích sẽ cuối cùng là gì ạ? Bằng một đường nhân với cả đường còn lại chia đôi, bằng N nhân M chia 2, hoặc là N nhân M chia 2, hoặc là M nhân N chia 2. Đó, sau đây chúng ta đã thấy gì ạ? Từ tất cả các hình, nó đều quy ước về hết một hình, đó là gì? Chữ nhật. Nếu như mà chúng ta nhìn thấy cái cách mà chúng ta đi như vậy rất dễ nhớ. Và tôi đã thử làm cái này với một số bạn. Và kết quả là gì ạ? Sau khi mà làm cái này xong thì các bạn có thể nhanh chóng mà tự lập được công thức và ghi nhớ công thức rất là nhanh. Và để cho các bạn ghi nhớ kỹ hơn thì như thế này chưa đủ đâu. Các bạn hãy cho các con, cho học sinh của mình vẽ ra các cái sàn nhà, đúng không ạ? Làm các cái sàn nhà từ cái sàn nhà phòng học của mình, nhà của mình, để các con có thể tự tính ra được cái diện tích của mình. Như vậy chắc chắn là các con sẽ rất là nhớ. Đó, đấy là cái kết thúc của clip ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.